Dạ, chào mừng tất cả quý vị khán đã quay trở lại với kênh bán hàng của AVCL và giới thiệu sản phẩm của cơ sở đồ gỗ nội thất Y Huân. Và trong video clip của buổi sáng ngày hôm nay, cơ sở đồ gỗ nội thất Y Huân xin trân trọng được bàn giao cho cụ Yến ở Đan Phượng, Hà Nội một bộ bàn ghế tần siêu VIP. Và sau đây em sẽ đi cận cảnh về phòng nhà cụ Yến, cũng như là em sẽ giới thiệu qua về bộ bàn ghế tần hàng VIP này cho tất cả các bác có thể xem, các bác có thể chiêm ngưỡng cũng như là đánh giá qua về bộ bàn ghế tần hàng VIP này các bác nhé. Sau đây em sẽ đi gần hơn về phòng khách nhà cụ Yến. Hàng này thì bên em làm thì bao gồm có 6 món: một chiếc bàn da, hai chiếc ghế đơn, một chiếc bàn, một chiếc đun kiệp bàn và một chiếc đun côn. Và hàng này thì được làm bởi chất liệu gỗ đá 100% các bác nhé. Cam kết đảm bảo nguồn đá 100%. Đây, phần đầu tiên là bộ bàn ghế tần. Về phần đầu tiên là chiếc đoạn này thì bên em có chiếc đoạn dài là 2m72, sâu là 8m6 và cao của em là 4m26. Về phần đầu tiên của chiếc đoạn là về phần cột đây. Cột này là cột bên em là cột 12 cột liền và độ cong là 38 các bác nhá. Cột 12 cột liền không có tâm và độ cong là 38. Chương là chương liền xoáy. Đấy, chương là chương liền xoáy. Đấy, mặt trước chương là đồ con rơi. Đấy, mặt trước chương các bác để thấy nhìn đồ con rơi. Đấy, còn tiếp theo là phần vách. Vách thì bên em đục chiếc đoạn này thì cũng có 3 chữ: Phúc, Lộc, Thọ. Còn chữ đơn là chữ Phú và chữ Quý. Đó là phần về phần vách. Còn về phần ván mặt, ván mặt của sản phẩm thì đều làm nguyên một tấm và dày là 2 phân các nhá. Mặt đều là nguyên một tấm và dày là 2 phân. Phần mai rùa là mai rùa để trơn, là hàng liền các bác nhá. Mai rùa để trơn, hàng liền xoáy. Pháo là pháo 7 và pháo 8. Đó, pháo 7 và pháo 8. Khuôn tranh là dày là 4. Khuôn tranh là dày là 4 phân. Hàng 3 lực của chỉ 1, 2, 3, 3 lực của chỉ. Yếm là yếm liền, dày 4 phân. Chân của em là chân 12, chân bén đi liền các bác nhá. Đấy, cam kết đảm bảo chân bén đi liền. Và chiếc đoạn này thì bao gồm có 8 chân các bác nhá. 8 chân. Và hai cái cột trong thì trên đỉnh có hai con nghê các bác nhá. Trên đỉnh là hai con nghê. Còn tiếp theo là về phần hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn này thì đồng kích thước, dài là 1m22, cao là 1m26 và sâu là 86. Đấy. Đây là phần ván mặt đây thì các bác thể chiêm ngưỡng đã được chọn vân cực kỳ đẹp và kỹ càng rồi. Đấy, kiểu bên em thì luôn bên em sẽ luôn kiểm tra gỗ kỹ nhất, kiểm tra gỗ, kiểm tra vân, kiểm tra hàng mộc kỹ nhất, sau đó bên em sẽ dựng lên cho các bác. Đấy, đây phần ghế đơn còn lại đây. Đó, dáng ghế trường rất là khỏe khoắn và tạo ra một đẳng cấp nhất định. Đấy. Còn tiếp theo là về phần bàn. Bàn này thì bên em kích thước là 81 x 1m57 và ván mặt bàn tựa theo bức tranh thuật bồn xuôi gió. Đấy. Tựa theo bức tranh thuật bồn xuôi gió. Và phần khuôn tranh bàn với khuôn tranh đục kẹp thì được đục rích rắc các bạn nhá, đục rích rắc và kèm theo là những chiếc đồng tiền. Đấy, chiếc đúng đồng tiền. Đấy. Còn về phần ván mặt của chiếc đun kiệp bàn có kích thì bên em đục kiểu ngư quần hội các bác nhá, đục kiểu ngư quần hội. Và mỗi bên và trước mặt của chiếc đun kiệp bàn thì cũng sẽ có một chiếc ngăn kéo đây. Phần ngăn kéo được hoàn thiện tinh kỹ từ trong ra ngoài. Đấy. Và mỗi bên bàn thì cũng sẽ có một chiếc ngăn kéo đây. Ngăn kéo này thì để cân nặng cho các bác để đồ, các bác để ấm chén tùy tiện. Chiếc bàn và chiếc kẹp bàn. Đây, đây là về phần mặt sau của hai chiếc ghế. Đây, phần mặt sau của hai chiếc ghế. Đấy, cực đẹp và đẳng cấp. Đó. Về phần dáng ghế đây, dáng ghế. Đó. Sự sang trọng tỉ mỉ được tạo nên bởi cơ sở bên em. Đấy. Cực kỳ đẹp và sang trọng đến về phần cột luôn. Đấy, về phần chiếc cột luôn. Đấy, cực kỳ đẹp. Mai rùa là mai rùa mặt
trên mai rùa là để trơ đấy, hàng mai rùa liền là mai rùa xoáy. Rồi và sau đây thì em cũng xin có vài ý kiến của chồng cô Yến về hộ bàn ghế tân này. Đây đây chú, chú ơi, đây chú vào chú cho cháu xin một vài ý kiến. Đây ý kiến của ý kiến đẹp đẽ hay là ý kiến hơi quý. Đây đây là cô Yến. Cô Yến cho cháu xin một vài ý kiến về bộ bàn ghế tân của cô. Nói đi. À, nói chung là cái bộ bàn ghế này cô cũng đã ưng ý từ đầu. Nhưng mà về nhà thì nó hơi to quá. Là vì trong nhà nó hơi chật, được ra là nói to cũng được. Thích nào, đó là lòng nhà nó cũng rộng một tí thì nó có phải là ok không? Nhưng mà lòng nhà nó hơi chật, thấy nó to quá. Rất nhẹ. Chú Huân. Cô chú. Vâng, thì cháu xin cảm ơn cô chú và gia đình đã ủng hộ cơ sở bên cháu. Chúc chú và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đây, cảm ơn chú rất nhiều, cảm ơn cô rất nhiều. Vâng. Và đó là một vài ý kiến của vợ chồng cô Yến về bộ bàn ghế tân. Thì bác nào mà đang quan tâm đến mẫu tân hàng VIP thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại trên màn hình 0988 685 625. Còn là các bạn có thể kết bạn Zalo để được bên em tư vấn, bên em sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn từ tất cả những mẫu sản phẩm các bạn đang yêu thích, các bạn đang quan tâm của bên cơ sở em. Còn về phần trước đôi kẹp thì bên em có kích thước của nó là 40x40 đấy. Đấy các bạn nha, 40x40. Rồi và xin em xin đóng video tại đây thôi. Để tất cả các bạn cùng các video tiếp theo của bên cơ sở em. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo.